Xin chào anh em, chúng mình em đã quay trở lại với Nam Anh Studio, mình Quang Lùn. Mình thì là một người rất hay mày mò các đồ linh tinh, những cái đồ thiết bị mới. Và bây giờ thì mình thích làm những cái đồ liên quan đến gia dụng nhiều hơn. Mình đã từng làm một mẫu máy hút bụi này, mình đã từng làm một máy lọc không khí này, hay là mình còn làm cả nồi chiên không dầu nữa. Thế nên trong video này mình cũng đã tự sắm cho bản thân, không thật ra là sếp sắm cho văn phòng, một mẫu máy robot hút bụi vừa lau vừa hút, giá rất rẻ, rất mềm. Có mã hiệu là Xiaomi Mizia 1C phiên bản 2020. Hãy cùng mình xem mẫu máy này có gì ngon hay không nhá. Bắt đầu video thôi. Vì sao bọn mình lại chọn Mizia 1C trở thành con sen chuyên lau dọn và quét nhà cho bọn mình? Vì đơn giản, mức giá nó rất rẻ. Một robot hút bụi mà có tính năng vừa lau vừa hút với mức giá dưới 10 triệu đồng, thậm chí là nó chỉ có hơn 5 triệu nếu như các bạn tìm kiếm trên Zuli Home. Với mức giá chỉ có hơn 5 triệu như vậy thì mình cảm giác đây là một mẫu robot vừa lau vừa hút đồng thời rẻ nhất trên thị trường. Chúng ta sẽ vòng tròn qua nó về phần thiết kế trước nhé. Mizia 1C sẽ có một thiết kế cơ bản của mẫu máy robot hút bụi hiện nay, vẫn là tròn tròn như vậy, vẫn có một cái cản trước để chống va đập, vẫn có một cái chổi lau ven, có một cái tét nước để có thể vừa lau vừa hút mà. Nhưng cái tét nước này thì hơi bé, nó chỉ có dung tích khoảng tầm 200ml mà thôi. Với rẻ lau bẩn quá. Bọn mình thì mua cái máy này cũng khá là lâu rồi, thế nên là rẻ lau nó hơi bẩn, các bạn thông cảm nhá. Một hộp đựng bụi với dung tích là 600ml. Đó là những cái thiết kế cơ bản của các mẫu máy robot hút bụi nói chung và Mizia 1C nói riêng. Vậy thì hãy đi sâu vào trong có những tính năng gì. Nếu như các mẫu máy hiện đại hơn, nó sử dụng bằng radar để quét và nó dày lên trên so với các mẫu máy robot hút bụi thông thường. Tuy nhiên thì Mizia 1C sẽ trang bị một camera OV kết hợp với trí tuệ nhân tạo để giúp quét và tái tạo lại bản đồ xung quanh nhà bạn. Cái camera OV này sẽ có góc quét rất rộng lên đến 166 độ và theo nhà sản xuất công bố là có thể quét được hình như mình nhớ không nhầm là 30.000 vật thể trong một giây. Với việc quét như vậy thì nó sẽ tạo ra được một cái không gian rất rộng và có thể tạo ra một bản đồ gần như là khá chính xác. Nó không thể nào chính xác hoàn toàn giống như các mẫu máy đắt tiền 14-15 triệu. Nhưng với việc tái tạo bản đồ như vậy với một mức giá khoảng tầm 5 triệu thì mình thấy như vậy là khá là ok rồi. Vì đây là một mẫu máy hút bụi thông minh, thế nên là Mizia 1C sẽ trang bị một con chip, đó chính là Codec TMA7. Với con chip này thì việc tái tạo hay là phán đoán cũng như là xử lý các cái dữ liệu xung quanh, ví dụ như là lau nhà, quét nhà, lập bản đồ hay là tìm kiếm hay là va chạm thì nó đều xử lý và nó đều có một cái sự chính xác riêng nhất định. Không chỉ vậy thì Mizia 1C còn trang bị đến 15 cảm biến, bao gồm cả cảm biến va chạm và cảm biến chống rơi vỡ để giúp cho robot có thể an toàn khi vận hành. Và việc cảm biến rơi vỡ này cũng khá là hay. Nếu như robot hút bụi của bạn đang chạy băm băm trên đường nhưng đến trước vật cản thì lập tức nó sẽ hạ tốc độ dần xuống và chỉ chạm nhẹ vào vật cản mà thôi. Như vậy thì mình cảm thấy khá là thông minh. Nói chung Mizia 1C sẽ có những công nghệ mà mình cảm thấy nó sẽ có ở mức giá cao cấp hơn, tầm 7-8 triệu gì đó, thậm chí là 10 triệu, 15 triệu mới được trang bị. Nhưng mà Mizia 1C với mức giá hiện nay chỉ còn khoảng tầm 5 triệu, 5 triệu rưỡi đã được trang bị những cái tính năng này rồi. Về phần vận hành thì Mizia 1C sẽ có 4 chế độ hút và 3 chế độ lau. Với chế độ hút thì sẽ bao gồm Silent, Standard, Strong và Turbo. Với chế độ Turbo thì robot này sẽ có lực hút lên đến 2.500 Pascal. Với lực hút như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là robot này sẽ hút rất là sạch. Còn về chế độ lau sẽ có 3 chế độ bao gồm là Low, Medium và High. Tất cả đều được sử dụng bằng quang áp và mình cảm thấy ấn tượng với việc là cái tét nước này ngoài cái việc là đựng nước ra thì trong này sẽ có một cái máy bơm để giúp cho mẫu máy này có thể điều tiết được lượng nước sao cho có thể lau một cách vừa phải nhất. Và Mizia 1C có viên pin lên đến là 2400 mAh. Thật ra là 2400 mAh thì các bạn nghe có vẻ là hơi yếu, nhưng mà công suất thực của mẫu máy này lên đến khoảng tầm 40W. Và nhà sản xuất cũng
đưa ra một cái có là nếu như lau trong cái điều kiện phòng lab thì sẽ lau được khoảng tầm một cái căn phòng rộng 120m2. Nhưng sau một thời gian trải nghiệm thì mình nhận định là Mizia 1C sẽ lau được một căn phòng khoảng tầm 60-70m2 mà thôi. Nhưng 60-70m2 thì đối với một căn nhà bình thường, đối với một căn chung cư bình thường như vậy đã là rất ok rồi đúng không? Với hộp bụi lên đến 600ml thì các bạn lâu lâu mới phải đi đổ bụi một lần. Văn phòng mình thì có hai con mèo, thế nên là mình sẽ phải đi đổ bụi sau khoảng tầm 2-3 ngày để lau dọn bình thường. Để điều khiển hay là kết nối giữa chiếc Mizia 1C với điện thoại thì chúng ta sẽ sử dụng một phần mềm, đó chính là phần mềm Mi Home. Và phần mềm này thì rất dễ có thể download được tại Google Play hay App Store, tất cả đều có. Và kết nối thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần giữ nút nguồn và nút Home trên chiếc Mizia 1C đến khi nó báo xanh để bắt đầu kết nối Wi-Fi và sau đó làm theo các bước trong cái phần mềm Mi Home này người ta hướng dẫn. Còn bây giờ thì mình đã vào và kết nối cái phần mềm này rồi, thế nên là mình sẽ không muốn kết nối lại vì khi kết nối lại thì nó sẽ bị reset đi rất nhiều thứ mà mình sẽ không thể nào giới thiệu được nữa. Và đây chính là cái giao diện mà mình đang sử dụng với chiếc robot dọn nhà của mình. Ở giao diện chính thì các bạn có nhìn thấy đây sẽ là cái sơ đồ nhà hay là sơ đồ phòng mà mẫu máy này đang quét được. Dưới sẽ là nút charging hay là nút start clean up. Với hai nút này thì một là máy sẽ tự động trở về với đốc sạc, hai là robot tự vệ sinh. Xuống dưới thì chúng ta sẽ có 4 tính năng về hút hay là 3 tính năng về lau. Một cái nữa đó chính là việc cài đặt thời gian lau nhà. Các bạn đều biết là khi mà hút bụi thì tiếng ồn nó rất lớn. Thế nên mình thường hay setup máy hút bụi này vào lúc khoảng tầm 4 giờ sáng. Như vậy thì văn phòng mình không có ai và như thế sẽ không làm phiền đến những cái công việc mà mình sẽ làm trong vòng buổi sáng. Một cái nữa đó chính là về mẫu máy này có thể làm được thêm tường ảo hay là các cùng trống. Đi sâu bên trong thì chúng ta sẽ thấy là có một cái, đó chính là việc xem là chất lượng những cái ví dụ là lưới lọc bụi này hay là chổi lau cũng như là cái chổi chính xem là còn bao nhiêu phần trăm. Có một cái rất hay nữa ở trên chiếc Mizia 1C đó chính là điều khiển robot. Các bạn chỉ cần bấm lên xuống, cái này không có xuống, lên sang trái sang phải là robot tự đi theo những cái đường mà bạn điều khiển. Vừa rồi là mình vừa giới thiệu cho các bạn một con sen chuyên dọn dẹp tại văn phòng mình, Mizia 1C. Mình nhận định thì đây là một robot vừa lau vừa hút khá là ok và nó có rất nhiều tính năng đặc biệt bên cạnh với mức giá rất là rẻ. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn mua cái sản phẩm Mizia 1C để về trở thành con sen chuyên lau dọn cho nhà của các bạn thì có thể truy cập vào Zuli Home. Đường link mình sẽ để ở phần mô tả. Hiện tại thì Zuli Home đang bán mẫu robot hút bụi này với mức giá khá là phải chăng và nhiều điều kiện bảo hành cũng như ưu đãi. Các bạn cứ click vào đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Còn video đến đây là hết rồi. Các bạn muốn mình làm thêm đồ dùng gia dụng gì nữa thì hãy comment cho mình bên dưới. Còn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.